Phạm Lãi, nhà mưu lược chính trị trác tuyệt trong thời kỳ Xuân Thu. Ông đã từng giúp Việt Vương Câu Tiễn phục quốc rửa thù, viết nên câu chuyện lịch sử được hậu thế ca ngợi. Cuộc đời và sự nghiệp. Phạm Lãi, người nước Sở, ông xuất thân bần hàn nhưng tài học hơn người, từ kinh tế, chính trị, văn học và thiên văn, không gì không tinh thông. Mặc dù có tư chất của một nhà hiền triết, nhưng Phạm Lãi không xin vào làm quan cho nước Sở, vì vào thời điểm đó ở nước Sở, nơi các quý tộc tranh giành quyền lực đầy hỗn loạn. Một thời gian sau, ông đến nước Việt để tìm lập công danh. Trong thời Việt Vương Câu Tiễn, Phạm Lãi được phong làm quan đại phu. Công việc của ông là giúp ổn định đời sống bá tánh nước Việt và chống giữ với nước Ngô. Một hôm, Phạm Lãi mặc y phục thường dân đi xuống vùng quê Chữ La để tìm hiểu về đời sống của người dân, thì bỗng gặp hai tên lẳng lơ chọc ghẹo con gái nhà lành, ông mới ra tay giải cứu. Sau khi đuổi hai tên kia đi, Phạm Lãi mới hỏi danh tính thì biết đó là Tây Thi, người có nhan sắc nổi tiếng nhất vùng, cùng với đó là Trịnh Đán, nhan sắc cũng chẳng kém Tây Thi là mấy. Để cảm tạ ơn cứu giúp, Tây Thi mời Phạm Lãi về nhà chơi, sẵn đó tụ người dân để Phạm Lãi hỏi han tình hình của thôn Chữ La. Tối đêm đó, tại sân phơi lúa nơi nhà Tây Thi, tập trung rất đông những vị hương thân trong làng. Dưới ánh trăng sáng và gió đêm mát mẻ, họ kể cho Phạm Lãi nghe những nỗi khổ sở của người dân ở thôn quê. Phạm Lãi nhất nhất ghi nhớ những lời nói của họ vào lòng và ngỏ ý khi trở về triều đình sẽ tâu lên cho Việt Vương biết. Sáng hôm sau, Phạm Lãi trở về đô thành nước Việt là Cối Kê để trình bày nguyện vọng của người dân lên Việt Vương. Tuy nhiên, vừa vào triều đã nghe tin kẻ thù truyền kiếp của nước Việt ở phương Bắc là Ngô Vương Phủ Sai đích thân chỉ huy hai cánh quân do tướng quốc Ngũ Viên và Thái Tể Bá Hy thống lĩnh ồ ạt đánh vào nước Việt. Mục đích cuộc chiến tranh này của Ngô Vương là để trả thù cho Tiên Vương Hạp Lư đã bị quân Việt đánh bại, mang thương tích và đã qua đời. Sau khi Phạm Lãi hỏi rõ tình hình bên địch và suy xét về lực lượng của hai bên, bèn nói, theo thần thấy, chi bằng nên cầu hòa với Ngô Quốc, cắt cho họ một ít đất, thưởng cho họ một ít tài vật, rồi sau này sẽ tìm cách đối phó. Việt Vương Câu Tiễn nghe xong liền lắc đầu và nói, không được, lời nói của nhị vị đại phu sẽ giúp cho khí thế của quân địch thêm cao, uy phong của ta thêm nhục. Ngô Quốc là kẻ thù truyền kiếp của chúng ta, nay họ đã kéo binh đánh ta, thì chúng ta không thể có thái độ sợ địch như sợ cọp. Tục ngữ nói, giặc đến thì chống, nước đến thì chặn, binh mã của Ngô Quốc không có gì đáng sợ. Vậy hãy đánh, quả nhân đã quyết tâm đánh chúng rồi. Sau đó, Việt Vương tiếp tục bác bỏ tất cả những lời bàn của các đại thần chung quanh và đích thân chỉ huy 3 vạn binh mã, được Phạm Lãi và Văn Trùng cùng một số văn võ đại thần khác theo hộ vệ, bắt đầu lên đường nghênh chiến. Thủy quân của hai nước giao phong tại Phù Tiêu, thuộc vùng Thái Hồ. Ngô Vương Phủ Sai đứng trên thuyền chỉ huy, ông ta là một nhà vua trẻ tuổi, tinh thần đang hăng, mình mặc khôi giáp, chính tay đánh trống để thúc quân. Do vậy, tất cả tướng sĩ của Ngô Quốc đều tỏ ra hết sức dũng cảm. Họ lại nhờ gió thổi xuôi, Ngũ Viên và Bá Hy Dương Buồm Thuận gió thuyền lao nhanh, quân Ngô mang cung nỏ bắn tên như mưa, rồi cho thuyền lao thẳng vào quân Việt. Bất chấp quân Việt liều chết chống trả, nhưng vì thế quân Ngô rất lớn, cuối cùng đã bị đánh cho đại bại. Các đại tướng của quân Việt đều bị thương và bị chết trận. Phạm Lãi và Văn Trùng dẫn tinh binh, một người ở phía trái, một người ở phía phải bảo vệ Câu Tiễn, mở đường máu chạy thoát vòng vây, nhưng quân Ngô bỏ thuyền đổ bộ, truy kích tới cùng. Câu Tiễn chạy đến núi Cối Kê thì cố thủ, không ra nghênh chiến. Quân Ngô bèn vây kín cả khu núi, dù nước cũng không thể chảy lọt. Câu Tiễn kiểm điểm lại binh mã, thấy số quân giữ núi chỉ còn 5.000 người thì hết sức hối hận. Vì lúc ban đầu không chịu nghe theo lời khuyên của Phạm Lãi, nên mới lâm vào tình thế bi đát như thế này. Trong tình cảnh đó, Phạm Lãi và Văn Trùng cùng đề xuất Việt Vương cử người sang Ngô Quốc dâng lễ vật để tạ tội với họ. Văn Trùng biết Ngũ Viên là một đại thần trung kiên, dũng cảm, còn Bá Hy là một tên tham lam háo sắc. Vậy nên, ông đến tìm Bá Hy, tặng cho lễ vật trọng hậu để mua chuộc ông ta. Quả nhiên, Bá Hy là một người ham của háo sắc, vừa trông thấy vàng và gái liền nhận lời, đến thuyết phục Ngô Vương Phủ Sai cho nước Việt đầu hàng. Cuối cùng, để nước Việt không bị diệt, tất cả tiền tài gấm vóc cũng như thiếu nữ xinh đẹp ở nước Việt phải đem sang cống hiến cho Ngô Quốc. Ngoài ra, vợ chồng của Việt Vương còn phải đích thân tới Ngô Quốc đề nghị hòa và xin tội, bằng lòng làm nô bộc cho Ngô Vương. Ngô Vương Phủ Sai sau khi tháo vòng vây tại núi Cối Kê, Câu Tiễn dẫn tàn binh của mình trở về đô thành, ông cho người kiểm lại số vàng bạc châu báu, cũng như chọn ra những người mỹ nữ tuyệt đẹp ở hậu cung, rồi cùng với vợ đến nước Ngô dâng hiến cho Phủ Sai. Bản thân Phạm Lãi thấy việc cai trị quốc gia, phủ dụ bá tánh không bằng Văn Trùng, trái lại, đối phó với địch quốc, biết tùy cơ ứng biến mình hơn Văn Trùng, nên xin theo Việt Vương sang Ngô Quốc làm hộ vệ. Câu Tiễn thấy vậy rất cảm động.
ở Ngô Quốc, cả ba phải chịu nhiều khổ nhục, nhất là Việt Vương Câu Tiễn còn phải lấy thân làm chỗ cho vua Ngô leo lên ngựa. Hơn thế, ông còn nếm cả phân của vua Ngô. Với những việc làm đó, Ngô Vương Phủ Sai mừng tin rằng Câu Tiễn đã hoàn toàn thần phục mình, nên sau 3 năm đã cho Câu Tiễn trở về nước. Vào một buổi sáng mùa thu, trên bầu trời trong veo, vua Tôi Việt Vương rời khỏi thành Cô Tô, cố hít lấy hít để bầu không khí tự do. Suốt 3 năm bị giam cầm đã làm ông cảm thấy quá ngột ngạt. Phạm Lãi sợ Ngô Vương đổi ý, vội giục Việt Vương lên xe, rồi cầm roi tự điều khiển một cỗ xe ngựa thật sang trọng hướng về Cối Kê. Văn Trùng sống ở Cối Kê hay tin Việt Vương trở về nước, liền dẫn bá quan Văn Võ đi ra xa 40 dặm để nghênh đón. Việt Vương sau khi trở về cung, không bao giờ dám nghĩ đến một cuộc sống an nhàn hưởng lạc. Nhà vua luôn giữ đúng theo lời nói của người xưa, việc báo thù của người quân tử, dù 10 năm cũng chưa phải muộn. Tất cả mọi việc, Việt Vương đều bắt đầu từ đầu làm lại. Nhà vua sau đó cử Phạm Lãi giữ chức trưởng quan về mặt quân sự để lo mở rộng binh lực, khổ luyện tinh binh. Nhà vua cũng ủy thác cho Văn Trùng lo chủ trì triều chính, lo điều kiện để đất nước tiến lên. Dưới sự phụ tá của hai vị đại thần này, nước Việt chẳng mấy chốc đã dần khôi phục. Thời gian tiếp tục trôi qua, kể từ khi trở về nước đã được 4 năm, Câu Tiễn trở nên sốt ruột muốn hỏi các đại thần về việc khởi binh đánh Ngô. Nhưng cả Phạm Lãi và Văn Trùng đều cho rằng thế lực của Ngô Quốc hiện giờ vẫn còn mạnh, danh tướng Ngũ Viên vẫn còn nắm quyền chỉ huy quân đội. Tuy nhiên, nếu cứ chờ cho đến khi Ngô thật sự suy yếu, Ngũ Viên chết đi thì cũng không phải cách hay, nhất là khi Việt Vương ngày càng mất kiên nhẫn. Do đó, để rút ngắn thời gian, Văn Trùng bàn với Phạm Lãi tìm cách làm hủ hóa nội bộ của kẻ thù, rồi chờ đợi một thời cơ thuận tiện ra quân phạt Ngô. Theo thăm dò từ Ngô Quốc, Phạm Lãi biết Ngô Phủ Sai đang lo xây cất cung điện mới. Ông nghĩ tất phải cần rất nhiều gỗ, nên sai người vào rừng tìm gỗ to nhất, tốt nhất, đốn về rồi mang đem dâng cho Ngô Phủ Sai xây cất cung điện để làm tiêu hao tài lực cũng như ý chí của ông ta. Văn Trùng lại nghĩ xây cung điện tất phải có mỹ nữ để hầu hạ, nên phái người ra sức tìm gái đẹp mang về hiến cho Phủ Sai. Như vậy, một mặt có thể biểu lộ lòng trung thành của nước Việt đối với Ngô Vương, mặt khác có thể tạo điều kiện cho Ngô Vương bị đắm chìm trong nữ sắc, làm tiêu ma ý chí của ông ta. Nói về mỹ nữ, Phạm Lãi liền nghĩ đến Tây Thi và Trịnh Đán ở thôn Chữ La, nên ông đứng ra nhận việc này. Ngày hôm sau, Phạm Lãi cưỡi ngựa đến thôn Chữ La để thuyết phục họ. Thế là Tây Thi được xếp số 1, Trịnh Đán xếp số 2, Câu Tiễn truyền lệnh vào yết kiến, cũng không ngớt khen ngợi sắc đẹp của họ. Nhà vua bèn ra lệnh cho nhạc sư cung đình dạy các mỹ nữ múa hát, rồi mới để cho Phạm Lãi dẫn đi hiến cho Ngô Quốc. Phù Sai vừa trông thấy Tây Thi, Trịnh Đán, tưởng đâu họ là những tiên nữ giáng trần, bèn xuống lệnh đưa vào hậu cung và ban thưởng cho Phạm Lãi. Lúc đó Ngũ Viên cũng có mặt, liền lên tiếng can ngăn: "Tâu đại vương, thần nghe nói nhà Hạ bị mất nước là do Muội Hỷ, nhà Ân mất nước là do Đắc Kỷ, nhà Chu mất nước là do Bao Tử. Mỹ nữ chính là những cô gái đẹp dẫn đến tai họa mất nước, vậy ngài không thể tuyển họ đưa vào cung được." Ngô Phủ Sai đang cao hứng nên không chịu nghe theo lời khuyên can của Ngũ Viên. Ngũ Viên thấy không khuyên can được, tức giận lui ra. Tây Thi và Trịnh Đán sau khi vào cung liền được Ngô Phủ Sai đặc biệt sủng ái. Chẳng bao lâu Trịnh Đán bệnh chết, Tây Thi trở thành người đẹp duy nhất được Ngô Phủ Sai yêu thương. Ngô Phủ Sai dần trở thành tên tù binh của nàng ta, suốt ngày cùng ăn uống vui chơi với Tây Thi, không màng chi việc triều chính. 2 năm sau đó, tướng quốc của nước Ngô là Ngũ Viên nghe tin nước Việt lúc nào cũng đẩy mạnh việc xây dựng quốc gia, tích cực chuẩn bị chiến tranh, trong khi Phủ Sai thì không nghe theo lời khuyên của mình. Do vậy, ông đoán biết nước Ngô sớm muộn gì cũng mất, nên trong chuyến phụng mệnh đi sứ nước Tề, đã đem người con trai là Ngũ Phong gửi lại nhà của quan đại phu nước Tề là Bảo Tức. Việc này bị Ngô Phủ Sai biết, lại bị Bá Hy gièm pha, khiến nhà vua rất giận, buộc tội Ngũ Viên tư thông với ngoại quốc để mưu đồ bất chính, sau đó ép Ngũ Viên phải tự sát. Trước khi chết, Ngũ Viên trăn trối rằng: "Hãy đem đầu ta treo lên thành lầu phía nam, để ta được tận mắt chứng kiến quân Việt đánh vào thành." Ngũ Viên là danh tướng của nước Ngô, cái chết của Ngũ Viên chính là Phù Sai tự chặt bỏ một cánh tay đắc lực của mình. Vua Tôi nước Việt hay tin lấy làm mừng rỡ, nhân dịp Ngô Phù Sai đi họp chư hầu ở Trung Nguyên để cùng tranh giành chức bá chủ với nước Tấn, Phạm Lãi bèn chỉ huy đại quân đánh lén vào nước Ngô. Lúc này, thái tử nước Ngô là Cơ Hữu ở lại giữ thành, nhanh chóng bị Phạm Lãi đánh bại. Phù Sai nhận được hung tin, tức tốc kéo quân trở về và hối hạ ứng chiến, nhưng lại bị quân Việt đánh cho đại bại. Đến chừng đó, Phù Sai hối hận không nghe theo lời khuyên của người đại trung thần là Ngũ Viên, nhưng không còn cách nào khác. Phù Sai ra lệnh cho Bá Hy mang nhiều tiền tài bảo vật đến trại quân Việt để cầu hòa.
Phạm Lãi cho rằng quân lực của Ngô Quốc vẫn còn rất hùng hậu, nên khuyên Câu Tiễn chấp nhận, điều đó cũng như trả ơn Ngô Vương ở núi Cối Kê. Câu Tiễn bèn nghe theo ý kiến của Phạm Lãi, bằng lòng cho Ngô Quốc cầu hòa. Sau khi hai nước nghị hòa, Phù Sai vẫn tiếp tục đam mê sắc đẹp, không màng tới việc triều chính. Ông ta còn cho xây dựng thêm cung điện và đã xây dựng riêng cho Tây Thi một tòa cung điện hết sức sang trọng, tốn nhiều sức người sức của, khiến quốc khố của nước Ngô bị trống rỗng. Cùng lúc đó, nước Ngô lại liên tiếp nhiều năm gặp thiên tai như lụt lội, hạn hán, bá tánh không sống được, tiếng than oán đầy đường. Phạm Lãi nhận thấy cơ hội đã đến, liền xin Câu Tiễn dốc hết binh lực toàn quốc tiến đánh nước Ngô để tiêu diệt họ. Tháng 3 năm 476 trước công nguyên, Việt Vương sai Phạm Lãi chỉ huy hữu quân, sai Văn Trùng chỉ huy tả quân, Việt Vương chỉ huy trung quân, tiến vào lãnh thổ nước Ngô. Phù Sai vội vàng phái binh ứng chiến, nhưng qua ba trận đánh đều bị bại cả ba, thương vong nặng nề, buộc phải rút lui vào thành Cố Thủ. Quân Việt thừa thắng tiến tới bao vây kín thành Cô Tô. Phù Sai lúc này không còn biện pháp nào, một lần nữa sai người đến doanh trại của quân Việt để cầu hòa. Sứ thần nhắc tới việc Ngô Vương đã từng tha cho Việt Vương, vậy hãy nghĩ đến cái ơn đó mà tha cho Phù Sai. Phạm Lãi thấy Việt Vương Câu Tiễn có ý siêu lòng, muốn cho phép nước Ngô được cầu hòa, ông liền can ngăn. Đại vương tuyệt đối không thể bắt chước theo người đời, lấy nhân nghĩa để giải quyết chuyện nước mà phải chịu thiệt thòi hối hận về sau. Câu Tiễn nghe qua, bèn dứt khoát không cho phép Ngô Vương xin cầu hòa, tiếp tục cho quân vây chặt thành Cô Tô, Phù Sai cùng đường đành tuốt gươm tự sát. Cuối cùng Câu Tiễn đã tiêu diệt được Ngô Phù Sai, rửa được cái nhục ở Cối Kê. Ông sai chôn Ngô Vương tử tế và giết Thái Tể Bá Hy phản chủ. Khi đại sự thành công, các công thần chờ được ban thưởng, riêng Phạm Lãi cho rằng vua Việt có tướng cổ cao, môi dài mỏ quạ, là người nhẫn tâm mà ghét kẻ có công. Vì vậy khi về nước, ông đã đến xin Việt Vương cho mình rút lui về làm ẩn sĩ. Tuy nhiên, mục tiêu của Câu Tiễn giờ không chỉ là diệt nước Ngô, mà ông còn tham vọng muốn tranh ngôi bá chủ với nước Tấn. Cho nên Việt Vương không đồng ý để Phạm Lãi ra đi. Ông nói, nếu Khanh nhất quyết ra đi thì quả nhân sẽ giết chết cả nhà của Khanh. Vậy, chọn con đường nào, Khanh nên suy nghĩ cho kỹ. Nghe vậy, Phạm Lãi bèn lui ra, rồi vào một đêm tối nọ, ông đã mất tích một cách khó hiểu. Câu Tiễn hay tin, cho người truy tìm nhưng không thấy người, chỉ nhận được một bức thư từ biệt. Câu Tiễn sau đó sai người dùng vàng đúc một pho tượng Phạm Lãi dựng tại triều đình để kỷ niệm. Riêng Văn Trùng cũng nhận được một bức thư của Phạm Lãi, trong thư nói, chim đã hết thì cung tốt phải cất, thỏ khôn đã chết thì chó săn bị nấu. Vua Việt là người cổ dài, miệng diều hâu có thể cùng lúc lo hoạn nạn, nhưng không thể cùng vui sướng với ông ta. Vậy sao ông lại không bỏ đi? Văn Trùng đọc thư nhưng đã không tin, quả nhiên không lâu thì ông bị Câu Tiễn giết. Mặc dù mất đi hai đại công thần, nhưng sức mạnh của nước Việt vẫn không bị ảnh hưởng nhiều, quân đội tinh nhuệ mà Phạm Lãi đào tạo vẫn còn đó. Với việc tiêu diệt được nước Ngô, Câu Tiễn đem quân lên phía Bắc, vượt sông Hoài cùng các nước chư hầu là Tề, Tấn, họp ở Từ Châu, nộp cống cho nhà Chu. Vua Nguyên Vương nhà Chu ban thịt đến Câu Tiễn, cho ông làm bá chủ. Về Phạm Lãi, trong đêm ra đi, ông lái đò trên Thái Hồ trông thấy một mỹ nhân tuyệt thế xuất hiện trong khoang thuyền của mình. Người mỹ nhân đó chính là Tây Thi, là một công thần tiêu diệt nhà Ngô mà tiếng tăm trong đời ai ai cũng biết. Phạm Lãi sau đó đã dẫn Tây Thi theo đường Thái Hồ vào biển Đông để đến nước Tề, đổi tên là Si Di Tử Tịch và làm thương nhân. Ông kinh doanh có phương pháp, chỉ lấy lời nhẹ nhưng bán được hàng nhiều, lại biết kính trọng mọi khách hàng, nên đã nhanh chóng trở thành cự phú. Vua Tề nghe tin, bèn phái người mang ấn Tể tướng đến mời ông ra làm quan cho nước Tề. Tuy nhiên, Phạm Lãi không muốn vướng vào chuyện chính trị, liền đem gia sản phân chia cho người nghèo trong vùng, rồi treo quả ấn lên tại chỗ, ra đi đến đất đảo để định cư, lấy biệt hiệu là đảo Chu Công. Ở đó, ông tiếp tục làm thương nhân và lại trở thành cự phú. Sau này, Phạm Lãi có viết một quyển sách có tựa là Đảo Chu Công Thương Kinh, lưu truyền lại cho thiên hạ. Ngoài ra, những tư tưởng quân sự và chính trị của ông cũng được người trong thiên hạ học theo và luôn ghi nhớ, nhất là đối với những ai muốn bước vào con đường chính trị.